Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28. Khốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim. Khốn thay cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu. Này, từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão mưa đá, như trận gió phá hại, như nước lớn vỡ bờ. Người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị giày đạp dưới chân. Cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè. Người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miệng rực rỡ của dân sót Ngài, sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Song những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi. Nhân các thứ rượu mạnh và xoàng ba, xem sự hiện thấy thì các nghĩa sai, sự kiện thì vấp ngã, mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch. Vậy người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe. Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng, chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn, hủy diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Ta sẽ lấy sự chính trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ, ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp. Mỗi lần tai nạn trải qua sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm. Chỉ có sự kinh sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. Giường ngắn quá không thể duỗi mình, mền hẹp quá không thể quấn mình. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim, Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài là việc khác thường, và làm công Ngài là công lạ lùng. Vậy bây giờ đừng khinh lờn nữa, e dây tói càng buộc chặt các ngươi chăng? Vì ta có nghe từ nơi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân lĩnh truyền hủy diệt cả đất. Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy để ý nghe lời ta. Kẻ cày để gieo,
há hằng ngày cứ cày luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất và bừa hay sao? Khi đã bộng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, mạch nha nơi đã cắm dấu và đại mạch trên bờ ư? Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Vì người ta chẳng dùng trái lăng mà nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi. Nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cái lẻ. Người ta vẫn xay lúa mì, nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, song không dập nát. Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành. Chương 29. Khốn cho Ariên. Cho Ariên là thành David đã đóng trại. Năm lại thêm năm, trải qua các kỳ lễ. Bây giờ ta sẽ làm cho Ariên thắt ngặt. Tại đó sẽ có tan chế than vãn, nhưng nó vẫn còn làm Ariên cho ta. Ta sẽ đóng trại vây ngươi, lập đồn hãm ngươi, đắp lũy nghịch cùng ngươi. Ngươi sẽ bị hạ xuống, nói ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rĩ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất. Nhưng muôn vàn kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó. Như chim bao, như sự hiện thấy trong ban đêm thế nào, thì quân chúng của mọi nước đánh Ariên, hết thảy đều hãm thành và đồn lũy mà ép riết nó cũng thể ấy. Như người đói chim bao thấy ăn mà thức dậy bụng vẫn trống, như người khác chim bao thấy uống mà thức dậy nghe trong mình kiệt đi và khát khao. Cả quân chúng của mọi nước đánh núi Siôn khác nào như vậy. Hãy sững sờ và kinh hãi, hãy mù mắt và quáng lòa. Họ say nhưng không phải vì rượu, xoàng ba nhưng không phải bởi rượu mạnh. Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi, đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri, đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. Vậy nên mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc mà rằng: xin đọc sách này, thì nó trả lời rằng: tôi không đọc được vì sách này có đóng ấn. Hoặc đưa cho người không biết đọc mà rằng: xin đọc sách này, thì nó rằng: tôi không biết đọc. Chúa có phán rằng: vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng: ai thấy ta, ai biết ta? Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: nó chẳng có trí hiểu đâu. Chẳng phải còn ít lâu nữa thì Liban sẽ đổi làm ruộng tốt, và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao? Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách, con mắt của kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đấng thánh của Israel mà mừng rỡ. Vì người bạo ngược đã bị diệt, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ tiệt, tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất người công bình. Vậy nên,
Đức Giê-hô-va là đấng đã chuộc Áp-ra-ham có phán về nhà Gia-cốp như vậy: Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh, tôn sùng đấng thánh của Gia-cốp, kính sợ Đức Chúa Trời của Israel. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Chương 30. Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Chúng nó chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi xuống Ai Cập để cậy sức mạnh của Pharaon mà thêm sức cho mình và núp dưới bóng Ai Cập. Cho nên sức mạnh của Pharaon sẽ làm sỉ nhục các ngươi. Nơi ẩn náu dưới bóng Ai Cập sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. Các quan trưởng dân nó đã tới Soan, sứ giả đã đến Hane. Hết thảy sẽ mất cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang hổ mang nhuốc. Gánh nặng về các thú vật phương Nam. Trong xứ gian nan khốn khổ, từ xứ đó đến những sư tử đực, sư tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con, vật báu trên gu lạc đà, đặng dâng cho một dân tộc chẳng làm ích gì được hết. Sự cứu giúp của người Ai Cập chẳng qua là hư không vô ích, nên ta đặt tên nó là Ra-háp, ngồi yên chẳng động. Bây giờ ngươi hãy đi chạm lời này trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách để truyền lại đời sau mãi mãi không cùng. Dân này là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va. Nói với kẻ tiên kiến rằng đừng tiên kiến làm chi, nói với kẻ tiên tri rằng đừng nói tiên tri về lẽ thật. Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi. Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất đấng thánh của Israel khỏi mặt chúng tôi. Vậy nên đấng thánh của Israel phán như vậy: Vì các ngươi khinh bỏ lời này, cậy điều bạo ngược và trái nghịch mà nương nhờ những sự ấy, bởi cớ đó tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra từng miếng chẳng tiếc gì, đến nỗi trong những miếng mẻ nó sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ. Vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế. Các ngươi nói rằng không, chúng ta sẽ cưỡi ngựa chạy trốn. Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi cưỡi ngựa chạy mau. Ừ phải, những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau. Một người dọa, ngàn người đi trốn. Năm người dọa, các ngươi đều đi trốn. Cho đến chừng nào các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn. Mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẩn khuất nữa. Mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Này là đường đây, hãy noi theo. Các ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vàng thép tượng đúc của mình làm ô uế, mà ném ra xa như đồ dơ bẩn và bảo nó rằng: Hãy ra khỏi đây. Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất. Bánh lương thực từ đất sinh sản sẽ màu mỡ và dư dật.
trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng. Bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mũng với nia. Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn 7 lần, như vốn là sự sáng của 7 ngày. Trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vết của dân Ngài và chữa lành vết thương nó. Này, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Hơi thở Ngài khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàng hủy diệt mà sàng các nước, và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Bây giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui mừng trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vần đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm đe của mình ra giữa cơn giận Ngài, những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão và mưa đá. Vì Assyri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va mà run sợ, Ngài sẽ lấy roi đánh Assyri. Và mỗi khi Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đờn cầm. Và trong những trận mạc, Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mình mà tranh chiến cùng nó. Vì Tô-phết đã sửa soạn từ xưa, sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó. Thi Thiên 49. Hỡi các dân, hãy nghe điều này. Hỡi hết thảy người ở thế gian, khá lắng tai nghe. Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, người giàu có cũng như người nghèo nàn, miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn, tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi. Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi? Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, phô trương của cải dư dật mình. Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, hầu cho người được sống mãi mãi chẳng hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, người không thể làm được đến đời đời. Vì người thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác. Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi và chỗ mình ở vẫn có đời này qua đời kia. Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi, nó giống như thú vật phải hư mất. Con đường này mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó. Dù vậy, những kẻ đến sau họ ứng lời luận của họ. Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên. Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Sáng ngày, người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó. Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên. Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình, và người ta sẽ khen ngợi mình nếu mình làm ích lợi cho mình, thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình, họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất. Chương 7. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi,
chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai, thủ lợi ai. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em, vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Tôi nói với anh em cách bạo dạn, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em. Tôi được đầy sự yên ủi, tôi được sự vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Và khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách, ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi, không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với tôi. Điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. Dầu nhân bức thư tôi đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn. Mà nếu trước đã phàn nàn, vì tôi thấy bức thư ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc. Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó, người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào. Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nã, trách phạt là dường nào. Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch, nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhân sự yên ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tít, vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Chương 8. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng, họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông kỵ của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ,
anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xuôi lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh, tại những điều người ấy đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy, vì chúng tôi tìm tòi điều lành chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy nói về Tít thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em, còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy anh em ở trước mặt các hội thánh hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình ra và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.